ca sĩ được mệnh danh người đàn ông công tử của làng nhạc Việt xuất hiện với dáng vẻ mới khiến dây nét ngỡ ngàng, đang trường gây tò mò cho khán giả khi xuất hiện trong phim Tết 2024. Ngoài người đàn ông công tử của làng nhạc Việt, nhiều show Việt cũng hứa hẹn đem đến nhiều màu sắc cho khán giả dịp Tết Giáp Thìn. Một trong những cameo phóng viên, khách mời xuất hiện trong phim, điểm chú ý nhất trong phim, Tết của đạo diễn Nhất Trung là ca sĩ Đăng Trường, từng được nhà sản xuất bật mí ở trailer phim. Giọng ca kiếp da sầu là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt vào những năm 1990, cũng là bối cảnh chính trong Gặp Lại Chị Bầu. Ở tuổi gần 50, anh bao giờ mái tóc hai mái thương hiệu cùng visual sáng bừng khuôn hình khiến khán giả không khỏi phấn khích và tò mò. Đăng Trường chia sẻ, anh đã biết thông tin về bộ phim nhưng mãi mới sắp xếp được thời gian để tham gia. Người đàn ông công tuổi của làng nhạc Việt cho biết, lịch trình của tôi rất bận và phải di chuyển nhiều đến nỗi hiện tại giọng cũng không được khỏe như bình thường. Lâu rồi không tham gia phim điện ảnh nên tôi cảm thấy rất hào hứng. Tới phim trường, tôi choáng ngợp vì sự đầu tư cũng của ekip. Đạo diễn Nhất Trung cho biết, vai diễn của Đăng Trường rất quan trọng, gần như không thể thay thế trong câu chuyện của phim. Vì vậy, anh cố gắng hết sức để thuyết phục anh bao tham gia, thậm chí thay đổi lịch quay của cả đoàn phim để phù hợp với lịch làm việc của nam ca sĩ. Khi nhận được sự đồng ý của anh, tôi vô cùng biết ơn bởi tình cảm anh dành cho bộ phim cũng như ekip. Trong quá trình quay phim với dàn cast, anh bao diễn rất duyên dáng, dễ thương và tinh tế, luôn để ý đến từng chi tiết từ đạo cụ, ánh sáng trong từng cảnh quay của mình. Đạo diễn Nhất Trung kể, riêng với anh Tú, Diệu Nhi, Ngọc Phước và Quốc Khánh, Đăng Trường là thần tượng của họ từ thuở cấp sách đến trường, thậm chí đến bây giờ họ vẫn thuộc lòng rất nhiều bạn thích của nam ca sĩ. Ở hậu trường cảnh quay chung với Đăng Trường, các diễn viên không giấu được sự phấn khích bởi có cơ hội được quay phim cùng thần tượng. Ngoài ca sĩ Đăng Trường, nhà sản xuất hé lộ thêm danh sách và những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong Gặp Lại Chị Bầu. Đạo diễn Nhất Trung chia sẻ, tôi rất hạnh phúc khi các thầy cô, bạn bè như thầy Đào Bá Sơn, thầy Công Ninh, anh Hữu Châu, anh Trung Dân, chị Hồng Dân, anh Đại Nghĩa, Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Thuận Nguyễn, Nam Thư, Tú Hảo, Trung Trùi, anh Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Tuấn Dũng, Lê Nam, Tân Trệ, Khánh Huyền cùng tham gia. Với một dàn khách mời hùng hậu như vậy, đạo diễn Nhất Trung đã tốn nhiều công sức để xây dựng những phân đoạn phù hợp cho từng người trong phim. Anh bày tỏ sự cảm kích về tất cả diễn viên bởi dù lên phim với thời lượng ngắn nhưng ai cũng nhiệt tình và nỗ lực ở từng